Cái giá xăng mọi người cũng đang thắc mắc là tới 70-80 triệu. Đúng là Phương Châu có những gói rất là cao cấp, rồi có thể trên 100 triệu luôn. Nhưng mà cái gói cơ bản nhất của Phương Châu thì hiện tại dao động khoảng từ 27-45 thôi. Cái gói mà xanh còn vàng vậy là có bao gồm chăm sóc mẹ và bé luôn chưa? Thì xin thưa là trong đó nó bao gồm luôn rồi. Có chăm sóc mẹ, có chăm sóc bé luôn, với những dịch vụ tùy theo mức độ mình lựa chọn. Tại Phương Châu thì vẫn thanh toán bảo hiểm bình thường, các chị em cứ đến rồi mình đưa thẻ bảo hiểm vô, căn cước công dân mình vô thì bảo hiểm vẫn thanh toán giống như các bệnh viện khác. Lượng khách hàng đăng ký theo Phương Châu cũng đông, cho nên là bệnh viện chỉ cần mình đặt cọc có khoảng 2 triệu trở lên thôi, thì sau đó chúng ta cứ vô xanh, rồi xanh xong chúng ta sẽ thanh toán, chứ không phải là đóng một lượt hết, đôi khi mình đâu chuẩn bị kịp. Tiền giường cũng bao gồm trong cái gói xanh rồi, cho nên đừng có nghĩ là cái gói này chỉ bao gồm dịch vụ thôi, vô xanh còn tiền giường thì phải đóng tiền riêng, thì không phải. Trong cái gói xanh này đã bao gồm tiền giường, cho nên một số ý Bắc Linh muốn chia sẻ với chị em để chúng ta hiểu. Thứ nhất là đúng ý từ chính những người đang làm chuyên môn tại Phương Châu, để chúng ta không cần phải nghe những thông tin bên ngoài không chính xác, thì nhiều khi mình bị hoang mang, mình mất đi một cơ hội được trải nghiệm xuất sắc khi sanh đẻ tại Phương Châu.